bấm phím 1. Để nạp tiền, bấm phím 2. Để được trợ giúp, bấm phím 3. Để biết số điện thoại của quý khách, bấm phím 4. Để quản lý tài khoản, bấm phím 5. Để kiểm tra danh sách người thân, bấm phím 6. Để mua gói cước, bấm phím 7. Để thoát, bấm phím 8.